ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Bạn ấy cứ vẫn nằm yên một chỗ vậy, không thấy một có một cái sự thay đổi gì cả. Tấm kính quyền lực này nó nặng được tầm 150 kg đấy, nó đang treo lơ lửng trên đầu và ai không chú ý, ai sơ sẩy cả là xong, là nó đành một rồng, nghĩa là số kiếp của mình đó. Và khi xảy ra tai nạn thì bắt đầu lúc đó mới nói đến cái vấn đề là an toàn rồi thế này thế khác, cho nên là công tác phòng chống những cái tai nạn lao động, cái thái độ cái thiếu chất dốc này, mọi người xem để tâm tính nó như thế này, nó nằm đúng hai tháng rồi đó, nó như vậy đó. Và khi mà nó rớt một cái thì tất nhiên nó xui xẻo, nó sẽ cắt ai đó đít tay đít cổ đít chân rồi, nhưng mà nó nằm quá lâu như vậy rồi, hai tí hai lá này và không một cái động tĩnh gì cả, nó keo lơ lửng trên đầu. Cái cách làm việc này là thiếu chuyên nghiệp, là cũng đáng xấu, nhưng thật ra là cũng